Mình là Nguyễn Hoàng Anh, mình là sinh viên năm cuối của ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Thực ra thì mình đến với Prague College một cách rất là tình cờ. Đấy là qua một học sinh cũ đã từng học ở đây và mình được giới thiệu là ở đây có chương trình học của Anh. Các thầy cô ở Prague College thì trình độ chuyên môn khá là cao. Ngoài ra thì có một cái ưu điểm nữa mà nó cũng là lý do mà tớ chọn Prague College, thì đấy là các thầy cô luôn luôn là nhiệt tình và quan tâm, giúp đỡ học trò. Các lớp học ở đây thì khá là nhỏ, cũng chỉ có khoảng 15-20 người là nhiều. Vậy nên là học trò có cái cơ hội để mà nói chuyện trực tiếp với giáo viên, và giáo viên họ sẽ giảng giải cho mình kỹ hơn và cụ thể hơn. Thì đấy là một trong những ưu điểm của Prague College. Ngoài ra thì cơ sở vật chất ở đây cũng rất đầy đủ. Các bạn có thư viện này, có phòng nghỉ của học sinh này, có các phòng học và máy in, máy tính, mọi thứ đều rất đầy đủ. Thực sự thì lúc trước khi học ở Prague College thì tớ cũng không có một cái ước vọng gì nhiều và không có mong chờ gì mấy, nhưng mà khi mà tớ đã đi làm và có cơ hội được gặp những người đồng nghiệp, được gặp những cái trường hợp thực tế thì tớ mới hiểu được rằng là chương trình ở Prague College thực sự đã giúp tớ rất nhiều trong việc giúp tớ bắt đầu công việc của mình. Một trong những ví dụ đấy là khi mà tớ đi làm thực tế, tức là đi làm thực tập ở một công ty ở Việt Nam. Có thể nói là môi trường ở Việt Nam và môi trường ở Prague College thì khá là khác nhau. Tuy nhiên mà tớ đã rất là ngạc nhiên khi mà mình về nhà ở trên đất nước của mình và mình đi làm và có cơ hội được nhìn thấy, được trải nghiệm những cái khoảnh khắc mà tớ đã từng được học qua sách, qua vở ở Prague College, và nó đã giúp tớ rất nhiều để ngày hôm nay tớ có thể nói rằng là tớ đã thực tập thành công 3 tháng ở nhà và quay lại đây tiếp tục năm học của mình. Thực ra thì ngày xưa mình đã từng học ở Việt Nam, và sau khi học ở Prague College thì mình mới hiểu một điều rằng là học ở Việt Nam á, có thể mình sẽ học vẹt, tức là mình có một quyển sách, mở quyển sách đó ra và học thuộc đúng chương này để đi thi. Nhưng đối với Prague College thì không có như vậy. Mà ở đây, để bạn có thể vượt qua được môn thi, để bạn có thể qua được môn học, thì việc mình cần phải làm đó là thực sự tìm tòi, thực sự hiểu vấn đề, và các thầy cô giáo sẽ đòi hỏi rất cao về chuyện đó. Đấy là một trong những điều khó khăn nhất đối với mình khi học ở Prague College. Điều thứ hai, đấy chính là bạn sẽ phải nói tiếng Anh gần như 100%, bởi vì có lẽ trong lớp sẽ có vài bạn người Việt và mình có thể nói tiếng Việt một chút, đúng không? Nhưng mà đối với chương trình học thì 100% bằng tiếng Anh. Sẽ có những từ ngữ khác xa với cả những từ bình thường hàng ngày mà mình nói. Vậy nên có thể đây sẽ là một thử thách lớn đối với những bạn mà tiếng Anh còn chưa tốt. Thực ra thì sống ở Praha sẽ có một điểm mà các bạn Việt Nam có lẽ sẽ rất thích, một điểm mà tớ rất thích, đấy là cộng đồng người Việt rất lớn. Mặc dù đây là châu Âu, Praha có thể nói là trái tim của châu Âu, đúng không nào? Tuy nhiên thì đối với tớ, mỗi một lần mà tớ về Praha thì tớ lại cảm giác là nó giống như là nhà vậy. Mình được gặp bạn bè, tất nhiên là các bạn ở đây sẽ có nhiều bạn từ các quốc gia khác nhau, và đấy chính là điểm khác lớn nhất giữa Việt Nam và Tiệp. Tuy nhiên, sống ở đây khiến cho tớ cảm thấy rằng tớ được trưởng thành hơn rất là nhiều, bởi vì ở đây ngoài việc là bạn sẽ được có cơ hội mà tiếp xúc với cả những các bạn bè ở khắp năm châu bốn bể, thì còn có việc là bạn có cơ hội để gặp những người Việt Nam ở đây, những bạn trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây, họ cũng có điểm khác đối với những bạn Việt mà lớn lên ở Việt Nam và sang đây như tớ. Nên có lẽ sống ở Praha sẽ là một cái thử nghiệm mà tớ nghĩ là quý giá đối với các bạn trẻ Việt Nam. Thực ra thì bây giờ tớ đã đang thực tập ở một công ty của Tiệp rồi, và cái cơ hội mà tìm được công việc này của tớ thì cũng là qua Prague College. Thực ra thì trường năm nào cũng sẽ tổ chức một cái buổi gọi là thế nào nhỉ, hướng nghiệp cho sinh viên, và tại đây thì các công ty nước ngoài cũng như các công ty trong nước sẽ đến và nói chuyện trực tiếp với các bạn sinh viên để giới thiệu công việc làm chẳng hạn. Và tớ cũng đã có cơ hội để mà xin vào công ty này thông qua buổi nói chuyện với